Thưa quý vị, mặc dù vẫn có rất nhiều người có thói quen đến trực tiếp các cửa hàng để trải nghiệm và chọn mua cho mình các sản phẩm công nghệ như máy tính hay điện thoại, nhưng cùng với sự phát triển chung của thương mại điện tử và sự đầu tư của các nhà phân phối, thị trường mua bán sản phẩm công nghệ trực tuyến trong thời gian qua đã bắt đầu trở nên sôi động. Nhiều nhà bán lẻ cho rằng thói quen mua đồ công nghệ của người tiêu dùng đang dần có những sự chuyển dịch và triển vọng cho việc mua bán trực tuyến các sản phẩm này trong thời gian tới là rất lớn. Theo Trung tâm Internet Việt Nam, VNEC, đến năm 2012, Việt Nam có 35 triệu người dùng Internet, tăng 15% so với năm 2011. Lượng người dùng lớn này luôn là một thị trường màu mỡ cho các nhà kinh doanh trực tuyến. Hầu hết các trung tâm điện tử, điện máy lớn tại Việt Nam như Thế giới di động, Viễn thông A, FPT Shop, Hoàng Long, Điện máy.com, Nguyễn Kim, Thiên Hòa, Chợ Lớn đều có website để giới thiệu sản phẩm và thực hiện bán hàng trực tuyến. Song song với đó, hầu hết các trung tâm chuyên kinh doanh trực tuyến cũng đều cung cấp những sản phẩm công nghệ như 123.vn, Lazada.vn, v.v. Sự thành công của Amazon và eBay trên thế giới cũng là một minh chứng cho thấy việc kinh doanh đồ công nghệ trực tuyến đang là một xu hướng có thể còn tiếp tục phát triển, nhất là khi các thiết bị di động thông minh đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Không nhất thiết phải dùng máy tính, người dùng tablet và smartphone có thể dễ dàng mua hàng. Theo báo cáo của Ericsson Consumer Lab, đến năm 2012, có 21% người Việt dùng smartphone và 5% dùng máy tính bảng. Visa ước tính, doanh số thương mại điện tử theo hình thức B2C tại Việt Nam trong năm 2012 là 667 triệu đô la Mỹ. Vài năm trở lại đây, các trung tâm điện tử điện máy tập trung khá nhiều chiến dịch để thúc đẩy thói quen mua hàng trực tuyến cho người tiêu dùng. Rầm rộ nhất trong thời gian vừa qua chính là phong trào mua online rẻ hơn mua offline mà hầu hết các trung tâm điện tử điện máy đều áp dụng. Theo đó, khách hàng mua trực tuyến sản phẩm có thể nhận được mức giá rẻ hơn từ 5 đến 10% so với mua tại cửa hàng. Cho đến nay, hình thức này vẫn còn một số trung tâm triển khai, đơn cử như điện máy Chợ Lớn với lễ hội hàng công nghệ rẻ hơn cùng online với ưu đãi giảm thêm 10% và giao hàng miễn phí. Nguyễn Kim cũng có hẳn một gian hàng với giá dành riêng cho mua online cùng với mức giá được giảm bớt để thu hút người tiêu dùng. Một số đơn vị khác thì áp dụng các ưu đãi như tặng kèm sản phẩm nhiều hơn, hay như Thiên Hòa, tiến hành bán voucher giảm giá đặc biệt cho một số sản phẩm nhất định. Một xu hướng khác bắt đầu xuất hiện chính là thay vì ưu đãi hơn về giá cho khách hàng mua sắm đồ công nghệ online, thì nhà phân phối đầu tư hơn về tiện ích và tính năng cho website bán hàng của mình, cũng như cam kết các dịch vụ giao hàng để cho khách hàng hoàn toàn có thể thuyết phục khi tham khảo sản phẩm trực tuyến và mua hàng, chứ không xem website là nơi tìm hiểu và so sánh giá. Mới đây, Thế giới di động cũng đã bắt đầu xu hướng này bằng việc cho ra mắt phiên bản mới của website thế giới di động.com dành cho desktop và cả trên mobile. Phiên bản mới này được công ty tập trung phát triển với các ưu đãi về tính đơn giản trong giao diện, tốc độ vận hành và cung cấp thông tin. Trong đó, phần thông tin sản phẩm được đầu tư khá kỹ với mô tả chi tiết bằng thông số và hình ảnh, video, đánh giá của các chuyên gia cộng với đánh giá từ phía người tiêu dùng. Các công cụ dùng để so sánh giữa các sản phẩm cũng được nâng cấp. Đại diện của Thế giới di động cho biết, sau một tháng chạy thử nghiệm, tính tiện lợi của website đã đóng góp khá nhiều vào tăng trưởng doanh số bán hàng trực tuyến của công ty. Theo đó, lượt khách truy cập bảng mobile tăng 300%, từ 20.000 lượt lên 70.000 lượt một ngày. Lượt khách truy cập bảng desktop tăng 20%. Hàng ngày, đơn vị này nhận được khoảng 600 đơn hàng trực tuyến. Ông Nguyễn Đức Tài, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thế giới di động cho biết, tiềm năng cho mảng kinh doanh online là khá lớn, mặc dù vẫn có hai nhóm khách hàng, gồm khách hàng muốn mua trực tiếp và khách hàng chấp nhận mua online, nhưng tỷ lệ khách hàng mua online đang gia tăng đáng kể. Tất nhiên sẽ có hai nhóm khách hàng. Một nhóm thứ nhất là tôi chưa thấy là tôi chưa tin. Nhưng mà cũng có những nhóm khách hàng, có thể là họ không đến shop, nhưng mà thông qua những người bạn họ xài rồi, họ có cơ hội họ cầm rồi. Rồi cũng có một số người họ có thể đưa ra quyết định. Thí dụ laptop bây giờ các bạn mua, các bạn đâu cần đến. Các bạn chỉ cần biết nó cao, dài, rộng, nó nặng bao nhiêu thôi. Thế điện thoại cũng có những người họ rất là thoáng. Họ nhìn ở cái điện thoại này bề ngang chỉ có 5 cm, bề dài 10 cm, nặng chỉ có 90 g. Thế đối với họ cái này là ok, là họ mua thôi. Thế thì cũng thế ông không kỳ vọng là 100% khách hàng đều nhìn thông tin trên màn hình và đưa ra quyết định. Nhưng mà thế ông tin là cái tỷ lệ đó nó sẽ tăng lên. Ông Tài cho biết thêm, công ty cũng đang có kế hoạch đầu tư hơn nữa cho mảng kinh doanh trực tuyến. Mục tiêu của Thế giới di động là đến cuối năm nay có 3.000 nhân viên giao hàng trên toàn quốc và doanh thu bán hàng trực tuyến đạt 100 tỷ đồng một tháng. Đồng quan điểm với ông Tài, ông Thái Thanh Sơn, quản lý thương hiệu khối thương mại điện tử của Vinagame nhận định, các sản phẩm công nghệ đang có nhiều lợi thế để kinh doanh trực tuyến hơn. Thì sản phẩm công nghệ có một cái lợi thế rất là lớn, tức là cái việc mà nó không có phải là giống như là mua sắm thời trang hay là giày dép gì đó. Mà hoàn toàn dựa vào tính năng của sản phẩm.
Cho nên đây là một trong những cái sản phẩm mà chiến lược để có thể đưa vào cái việc thanh toán trực tuyến cũng như là cái thương mại điện tử. Những người mà họ đã muốn sử dụng trải nghiệm cái sản phẩm là thương mại điện tử và mua sắm trực tuyến thì họ sẽ có những cái kiến thức nhất định về sản phẩm rồi, tức là họ nghiên cứu rất là kỹ. Nhiều ý kiến cho rằng với điều kiện ngày càng thuận lợi, tương lai của thị trường đồ công nghệ trực tuyến phụ thuộc chủ yếu vào chính người tiêu dùng. Theo đó, thói quen mua sắm, niềm tin vào thương mại điện tử là hai yếu tố rất quan trọng.